Xin chào mọi người, thì hôm nay mình có nhận được một cái món quà may mắn từ bên Rubin Bon Việt Nam đã gửi cho mình. Thì món quà rất là bất ngờ và rất là đẹp nhân dịp mà Rub được 10.000 thành viên. Thì mình cũng muốn làm một cái video clip nhỏ để cảm ơn đến Rubin Bon. Thì lời đầu tiên thì cho mình xin gửi lời cảm ơn đến team Minh Bon đã tặng cho mình một cái món quà rất là may mắn, cũng như một cái lọc đầu năm nữa như vậy. Thì mình xin chúc mừng cho một lần nữa, chúc mừng cho team đã đạt được cũng 10.000 thành viên. Và mình cũng xin cảm ơn đến cái sự support nhanh chóng và nhiệt tình của tất cả các support của team Minh Bon trong cái những cái chuyện mà những cái vấn đề mà anh em thắc mắc và gặp phải trong cái tài khoản. Và nhân dịp đầu năm Tân Sửu thì mình cũng xin chúc cho tất cả các anh em có trong group một năm mới thành công, một cái bước ngoặt mới, một cái chặng đường mới, đồng hành cùng team Binh Bon sẽ là dài lâu hơn nữa. Mình xin cảm ơn.